dữ. Khoe móng nha, khoe móng đi, khoe móng. Bàn tay thần thánh của Ngọc đó. Rồi hai mẹ con phôn tắm nha. Ở đâu bà chủ? Khỏe. Hôm này là đồng ý là mình không có bị bệnh, không có bị ho, cảm sổ mũi gì hết. Tôi không có sống chung với người nào bị bệnh hết. Ở đây không phải là phụ nữ không mà đàn ông họ cũng đi làm như quý vị ha. Những người ta lớn tuổi người ta không có tự cắt móng tay móng chân được. Mỗi lần mà khách đi ra thì các cô phải clean up, dọn dẹp sạch sẽ, sát trùng để mà đón tiếp một người khách mới vô người ta an toàn. Ở đây thì là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 ghế bên đây nhưng mà họ chỉ xài có 3 ghế thôi. Cách một ghế, bỏ một ghế. Họ cũng clean, sau khi mà mỗi người đổi những người khách mới thì họ clean up. Mình mở được mấy bữa rồi Ngọc? Em mở được 2 bữa rồi. Mở 2 bữa hả? 6 hả? Em mở 6 luôn. Đây là Ngọc là cô chủ nhỏ mà không có nhỏ nha. Cô chủ nhỏ là chuyên gia make up của trung tâm Thúy Nga ha. Và tất cả những cái bàn tay của các ca sĩ của trung tâm Thúy Nga mà muốn được đẹp đó là phải là qua tay của Ngọc hết. Trời ơi, cảm ơn chị. Ngọc có một cái tiệm ở đây, rồi một ở đây là Glam Glow, rồi có thêm một cái tiệm nữa nằm ở gần ở dưới Thiên Tân Nam Beach nữa. Tiệm nào cũng rất là đẹp và rất là sạch sẽ. Cái tiệm này được một cái là nó nằm ngay góc nên thoáng mát hả Ngọc ha? Yeah. Nói chung cái mùa Covid này ai cũng sợ hết anh ơi. Vô phải kỹ cho khách, cho mình nữa. Tại mình cũng có gia đình mà. Nhà có mấy đứa con nhỏ nữa nên mình cũng lo. Có mẹ già nữa. Mình là người kỹ nhất luôn đó chứ. Nói chung là cuối tuần vừa rồi nó đông lắm anh. Nhưng mà mình cũng giữ cái an toàn cho mình á. Lúc nào cũng phải 6 phút trong tiệm nên mình chỉ lấy hẹn thôi. Vậy là giống như là chỉ làm phân nửa thôi. Dạ đúng rồi. Được có phân nửa công suất hồi trước thôi ha. Là số người trong tiệm cũng hạn chế á. Bên đây là bà ngoại đang ngồi làm chân. Lâu lắm rồi mới được đi làm nail không ạ? Lâu lắm rồi mới được hưởng sung sướng vậy á. Hưởng sung sướng. An toàn. Là một một cái lay nào để cho vệ sinh riêng cho mọi người khách, mà họ sẽ không bị ảnh được. Sau khi mà khách đã đi thì lau chùi sạch sẽ, nên khách rất là yên tâm khi đến với tiệm. Ở đây thì đó, quý vị nhìn nè, không khí rất là thoáng mát. Cái tiệm đó, được một cái là nó nằm ngay gốc ngã hai mặt tiền luôn nè, đó đây luôn, nên rất là nó thoáng mát hai mặt tiền luôn. Để bóng tay dài về được không? Được. Bóng kim kinh dị. Xưa màu đen lên. Bé hôm nay móng tay nó bị trụi lũi hết rồi, cho nên nó phải gắn cái thiết đó, cho cái dưỡng từ từ cho cái móng dài ra. Bây giờ mình phải làm cái khúc dài giả luôn. Tiệm này giàu lắm đó nha, hột xoàn nhiều lắm đó nha. Mới lấy trong kết sắt ra nè. Đã. Được chưa? Ok nha, mình cận cảnh ngón tay nha, ngón tay luôn nè. Bàn tay thần thánh của Ngọc đó. Bàn tay 5 ngón em vẫn kêu xa. Ủa sao bàn tay 5 ngón? Hai bàn tay là bao nhiêu? 10 ngón chứ. Sao cảm thấy sao? Sướng nha, sung sướng nha. Rồi, cảm giác làm sao? Sướng chứ sao? Ôi cái tay bà ngoại coi. Trời ơi, cái nào được gỡ quá vậy? À, mà hồng tím đẹp ha. Là cái này cái kim tuyến nó ẩn trong. Ờ, nó ẩn trong. Rồi, thank you Ngọc ơi. Bye cưng. Chiều hôm nay lên đây ngồi hóng mát. Ủa sao thấy 2 chiếc xe cảnh sát đó vậy em? Thấy có 2 ông cảnh sát. Mà ông dắt xuống dưới coi. Thôi, đứng xa xa thôi. Tình hình bây giờ căng thẳng lắm. Theo với quý vị, móng tay mới. Wow, móng tay đẹp quá. Nhưng mà hơi bị dài á. Nãy Loan nói làm ngắn ngắn hơi lâu quá, không có làm mà làm dài quá, không biết có quen không nữa. Mà cái cô đó, cổ vậy đó, cổ cứ muốn làm để cho nhìn cho nó đẹp, thiệt là đẹp. 2-3 bữa mà thấy mà không ok, chắc phải dũa nó xuống bớt. Nhưng mà nó để dài vậy thì nhìn cái tay mình nó mới đẹp ha. Nhìn tay nó dài. Có ai dưới này nha. Người ta đang làm công chuyện mà quay lén ta. Hello, xin kính chào quý vị. Xin chào cô chú anh chị các bạn nè, các em. Chúc một ngày mới. Hôm nay là ngày đầu tuần rồi. Hôm nay ngày thứ ba. Xin chúc quý vị một tuần mới thật là vui vẻ ha. Ngày hôm qua tại vì cho quý vị xem chia sẻ những cái hình ảnh của gia đình Father Day cho nên mình không có nói chuyện với nhau. Hôm nay thì xin chúc tất cả mọi người một cái tuần mới thật là vui vẻ và đón nhận những cái niềm vui mới nha quý vị. Vui lắm, hôm qua đó là ngày đầu tiên luôn là Lộc với Loan livestream trên Bảo Quốc Hồng Loan Channel mà của YouTube, của Facebook. Cũng được rất nhiều người rất là hưởng ứng, cũng cả mấy ngàn người. Tại vì thường thường mình hát karaoke đó quý vị thấy không, mà post YouTube đó thường hay bị copyright, có nghĩa là bản quyền, không có cho mình post lên. Cái video đó mình post lên nó bị nhiều vấn đề rắc rối lắm. Cái thì Hồng Loan mới nảy sinh ra cái ý đó là mình livestream trên Facebook. Vậy mà cũng được rất là nhiều mọi người ủng hộ. Những quý vị mà fan cứng của Bảo Quốc Hồng Loan Channel mà muốn xem ba của Hồng Loan hát thì hãy qua bên Facebook nha, Bảo Quốc Hồng Loan Channel page ở Facebook. Mình bấm lên là sẽ có nghe ba Bảo Quốc hát hả, 10 mấy bài luôn. Ồ, có nghĩa là ba hát 5-6 bài rồi. Cái Lộc mới lấy phone Lộc livestream đại thì lúc đó bà mới hát tiếp thêm mấy bài nữa. Có nghĩa là ba hát chắc cỡ cũng khoảng 2 tiếng rưỡi đó. Một mình ba hát thôi, không cho ai đụng với cái micro đó. Lần nào vậy nha, mỗi lần ở nhà mà karaoke đó là lúc nào ba cũng chiếm diễn đàn đầu tiên, hát 10 mấy bài, hát xong rồi hết rồi cái mới bắt đầu là tới phiên là Loan, anh Luân rồi Hiếu rồi Lộc là mới bắt đầu hát. Tại vì thường bữa ít, coi như là thường bữa là ba ít có hát lắm. Mà nên lâu lắm á, lâu lắm mấy rồi. Tháng nhưng mà đó. Lâu lắm rồi gia đình mình cũng không hát karaoke nữa, mấy tháng qua buồn ấy, nhiều khi có gặp gỡ cũng đâu có vui, đâu có hát nổi. Bây giờ cũng vui được chút xíu nên hôm qua anh Sáu Bảo Quốc hát dữ quá. Hát mà người ta khen quá trời luôn, chơi hát nhạc trẻ luôn quý vị. Cô Ngọc Đăng Thanh không biết quý vị biết không? Cô Ngọc Đăng Thanh là nghệ sĩ cải lương từ hồi xưa, rồi nghệ sĩ kịch nói đoàn Kim Cương từ hồi trước đó quý vị. Cổ nhắn tin của nó, anh Sáu Bảo Quốc ơi, anh Sáu hát bài Đừng Xa Em Đêm Nay đi. Nó giỡn, ai nhà ba nói được hát luôn, chơi luôn. Bài đó không biết nghe, không biết. Có nghe Hồng Loan hát vài lần rồi, chơi luôn. Hát láng luôn. Vui. Và bây giờ Hồng Loan xin phép được update cái tình hình bệnh coronavirus ở nước Mỹ vào sáng sớm của ngày 23 tháng 6. Ca bệnh là 2.388.153 người bệnh, số người mất là 122.610 và số người được chữa khỏi là 1.002.929. Như vậy là mình thấy cái số người chữa khỏi cũng rất là cao quý vị. Và cái số người mất á, thì cũng đã giảm rất là nhiều luôn. Nhưng mà số người bệnh thì vẫn tăng lên, một ngày á, tăng lên hơn 30.000. Chỉ riêng California thôi quý vị, thì chỉ trong một ngày hôm kia thôi mà tăng lên mấy ngàn ca, 3.400 ca. Cho nên cũng lo sợ lắm. Chúng ta phải cẩn thận, mặc dù mình biết là bây giờ nếu mà có lỡ bệnh thì cũng đã có nhiều phương án để mà chữa trị. Tại vì cái số recover rất là nhiều, thì chỉ có những người mà bị bệnh mãn tính hoặc là người lớn tuổi thì dễ bị không có chữa được, tại không có chịu nổi, không đủ sức khỏe để mà chịu qua nổi được cái bệnh đó. Nhưng mà chúng ta cũng biết là không riêng gì bản thân chúng ta, mà nhiều khi mình lây lan cho những người thân của mình, mà nếu lỡ những người thân của mình không có đủ sức khỏe thì cũng mệt lắm. Cho nên chúng ta phải rất cẩn thận. Hồng Loan còn nghe đồn có thể là đóng cửa lần nữa. Trời ơi, mà đóng cửa lần nữa thiệt á. Nhiều khi nó một lần á, thì mình chịu nổi ha, mà bây giờ mà kêu mà trở lại mình lại cái hoàn cảnh đó nữa, trời ơi sao mình ngán dễ sợ luôn. Những người nước ngoài, những người da màu với lại những người Mexican đó, người Mỹ á, thì họ đi biểu tình nhiều cái gì, họ cái người mà Lộc, theo Lộc nghĩ với lại một số người bạn Lộc làm trong bệnh viện nói là đa số là sau khi những cái cuộc biểu tình đó ra, một tuần lễ sau con số bệnh nó tăng lên rất là nhiều. Coi như cái cuộc biểu tình nó đã bắt đầu tới nay là 3 tuần rồi, 3 tuần. Thì là ca bệnh nó tăng lên kinh khủng. Tăng lên giọt lên liền. Riêng một cái bệnh viện của cái người em mà hồi Kiềm Loan có nói quý vị là người em đó làm ở trên Los. Cái bệnh viện đó chết mười mấy người trong đó. Trong đó có một bác sĩ. Có một vị bác sĩ, có nghĩa là cái ngày thứ 6 là ông phát hiện cái bệnh, ông cảm thấy ông bị triệu chứng nặng. Thì là 2 ngày sau là ông ra đi. Đi luôn. Nên cũng cái này mình nói thêm thôi chứ cũng không ấy gì, nhưng nếu mà người nào mà có ý định đi biểu tình thì đừng đi, tại vì nó là cái nơi mà dễ bị gây lây nhiễm nhiều lắm. Mình giữ cho mình đi, cho gia đình mình, cho con cái mình. Đó, nhưng mà vừa qua thì cũng có cái cuộc nghiên cứu là họ nói là những cái người da màu lại dễ bị lây bệnh hơn là những người da trắng và da vàng. Người da đen, da nâu đó. Người da đen, phần lớn là người da đen lại dễ bị, trong cơ thể họ nó có một cái gì đó, nó thiếu cái gì đó để mà nói vụ da đen, da nâu thì mới thấy thêm một cái biểu ngữ nữa là gì? Black life, black and brown lives matter. Trời ơi. Bây giờ black xong bây giờ thêm brown nữa. Quý vị có biết chuyện đó là từ đâu ra không? Brown là người Mexico đó quý vị. Là vào cái buổi chiều hôm thứ Năm, vào lúc khoảng gần 6 giờ chiều ở thành phố Gardena, là ở gần Redondo Beach, ở gần chỗ Hồng Loan ở, cách khoảng chừng 45 phút đây nè. Thì có một cái cậu thanh niên này 18 tuổi, cậu ấy tên là Andre Godado. Đó, thì cậu đứng trước một cái cửa tiệm, thì khi mà cảnh sát xuất hiện thì cậu ta lại rút cái súng ra, và cảnh sát kêu cậu ta đó là bỏ súng xuống, giống như là phải đưa tay lên mà bỏ súng xuống, thì cậu ta lại quay lưng bỏ chạy. Quay lưng bỏ chạy thì cảnh sát phải bắn. Cảnh sát đã bắn 6 phát phía sau lưng của cậu, và cậu thanh niên đó đã chết. Và vào cái cuối tuần vừa qua đó thì biểu tình lại nổi lên dữ dội ở khu vực Los Angeles. Không những là người da màu đen mà bây giờ người da màu nâu nữa đồng họ họp cùng biểu tình. Họ có một cái sự giống như lôi kéo đó, cái thì dân để mà chống lại. Hiện tại bây giờ thì cái người cảnh sát mà bắn chết cái cậu thanh niên đó thì cũng đã bị cho nghỉ tạm ngưng việc và không được lãnh lương, đang chờ xem có bị truy tố hay là không. Theo lời cảnh sát nói thì anh chàng đó là làm bảo vệ cho một cái cửa tiệm ở đó, nhưng mà anh ta mới có 18 tuổi thôi. Cái luật là 18 tuổi là không có được làm cái trách nhiệm. Đúng đó rồi. Trên 21 tuổi mới được. Thì cái đó là cái sai thứ nhất của ảnh, và cái sai thứ hai là ảnh đã cầm súng và ảnh không nghe cảnh sát, ảnh quay lưng ảnh bỏ chạy. Cho nên cảnh sát nói là không có thể mà đổ lỗi về phía cảnh sát. Đúng được. Đúng rồi, cái đó là không đổ lỗi. Và được. Hiện tại bây giờ thì cảnh sát đang tìm những cái camera ở xung quanh đó để mà xem cho rõ cái tình hình lúc đó. Hiện tại bây giờ thì gia đình của ảnh rất là bức xúc, là nói là tại sao lại giết con của họ. Mình cũng hiểu được cái cảm giác đó là bị mất đi người thân, nhưng mà có nhiều chuyện nó thật là đáng tiếc, nó xảy ra như vậy. Nhiều khi cũng có thể cậu bé đó cũng sợ quá, hoặc là cậu bé cầm súng là bởi vì cái trách nhiệm là bảo vệ thì cầm súng, nhưng mà lại quay lưng bỏ chạy thì không hiểu tại sao, không lẽ sợ quá rồi chạy. Nhưng mà nếu mà không có gì đó thì đứng lại, buông súng xuống, giơ tay lên thôi, bình thường. Tại sao phải bỏ chạy? Bỏ chạy có tội phạm thì họ mới chạy, phạm pháp nó mới chạy. Cái tuổi 18 đôi khi chưa có đủ hiểu biết, chưa có đủ trưởng thành, chưa có đủ nhận thức để mà phải đối phó với những cái việc xung quanh đó, thì gây ra cái câu chuyện thật là đáng tiếc như vậy. Nhưng hiện tại thì cũng đâu có biết được cái nào là đúng cái nào sai, thì để từ từ họ sẽ điều tra ra. Lập sẽ cập nhật cái vấn đề này sao. Dạ. Và rồi ngày hôm kia đó thì tại ở quận Queens ở New York đó thì cũng xảy ra một cái chuyện mà là post lên một cái clip thì thấy một cái người cảnh sát lấy cái cùi chỏ chấn vào cổ cái anh chàng da màu, lại thêm một cái chuyện đưa lên như vậy nữa. Thì á cái người cảnh sát đó cũng đang bị tạm quản công việc, không được lãnh lương. Nhưng mà người ta tìm ra được một cái clip là khoảng 11 phút. Thì cái clip đầu tiên đó là chỉ có 1 phút mấy thôi, là chỉ đưa lên cái lúc mà người cảnh sát chận cổ người đó, chứ không có đưa cái nguyên nhân vì sao. Thì khi mà người ta xem lại cái clip mà 11 phút á, thì người ta mới thấy là cảnh sát đứng thì là có ba người da màu, thì đứng tranh cãi gì đó với cảnh sát. Rồi cảnh sát mới kêu là đi, không có phải bắt cướp vậy đó. Thì ba người đó chửi bới, nói những cái lời nặng nề đối với cảnh sát. Thì trong khi đó có một người đàn ông trong ba người đó cúi xuống nhặt một cái vật gì đó lên, nhìn cảnh sát nhìn là anh ta đang chuẩn bị tấn công. Thì cái phản ứng của người cảnh sát là phải nhào vô để mà bắt giữ anh ta lại. Và khi mà cảnh sát vừa nhào vô thì những người xung quanh á đưa máy lên quay hình. Thì á, câu chuyện đó làm cho rất là nhiều người đưa ra một cái suy nghĩ là họ làm những cái chuyện đó, họ cứ thấy cảnh sát, họ chọc tức, họ làm cho cảnh sát bực tức lên rồi để làm những cái điều không có đúng để mà họ quay hình, họ đưa lên. Biêu xấu những cái người cảnh sát, những người phục vụ cho chúng mình, cho chúng ta, cho những người công dân. Mà họ làm vậy thì giống như họ không cần cảnh sát nữa vậy đó. Đến một ngày nào đó, nhà của họ có vấn đề gì, nhà cháy hay là chuyện gì xảy ra, họ gọi cảnh sát đâu có tới nhà người ta. Ví dụ như họ có gặp những cái trường hợp gì, họ có gọi 911. Ở đây ai có cái gì người ta cũng phải gọi 911. Trong cái đất nước đó, chúng ta có thể thiếu một cái thứ này một thứ kia, nhưng mà cảnh sát là không thể nào thiếu được. Cái Đúng đó là rồi. Suy nghĩ của Loan Bái Lộc. Quý vị có biết không, thời gian vừa qua có rất là nhiều người cảnh sát họ nộp đơn, họ xin nghỉ bệnh. Nhất là vào cái thời điểm July 4 là cái mùa mà người ta sẽ đổ ra đường đông, và rất là nhiều người đã nộp đơn xin nghỉ bệnh vào cái ngày đó. Thì những cái người cấp trên nói ủa tại sao mà nghỉ bệnh mà nghỉ ngay cái ngày đó rồi, thì họ cứ nói họ xin nghỉ bệnh vậy thôi. Nhưng thì họ không có nói là họ bất bình. Thứ nhất là họ bất bình, thứ hai là Hồng Loan nghĩ nhiều khi họ cũng không có muốn mà đi vô những cái đám đông như vậy. Đúng nữa rồi. Người ta đâu có muốn làm những cái chuyện đó, rồi vô rồi có chuyện gì, lỡ xảy ra chuyện gì rồi người cảnh sát là cái người sẽ bị nhận cái hậu quả nặng nề. Cảnh sát thì cũng giống như người dân thường thôi, cũng có con cái, gia đình, bạn bè, lỡ có chuyện gì gia đình họ chịu trách nhiệm, họ sợ lắm. Nhiều khi theo Lộc biết có một số cảnh sát bây giờ họ xin từ chức, họ nghỉ luôn, tại vì giờ họ làm cái nghề này làm chi, nguy hiểm, ảnh hưởng đến gia đình họ, ảnh hưởng đến họ. Phần lớn những người cảnh sát giống như khi mà mình còn nhỏ mình muốn đi làm cảnh sát là bởi vì sao? Mình muốn bảo vệ cho lẽ phải, điều đúng. Lẽ phải bảo vệ cho mọi người. Cái đó là cái đầu tiên mà mình nghĩ đến khi mình muốn đi làm cảnh sát. Trời ơi quý vị ơi, bên đây á, cái nghề cảnh sát và cái nghề chữa cháy, chữa lửa đó là anh hùng. Hãy mà nói mà ai mà thấy con nít mà thấy người chữa lửa hay là một vị chú fire đó là ngưỡng mộ, coi như là giống như thần tượng lắm. Tại vì những người đó cái công việc họ xác suất nguy hiểm rất là cao. Mà họ cứu được rất là nhiều người, bởi vậy rất là được những người dân người ta tôn sùng. Cái người đó mới là đáng tôn sùng đúng không quý vị? Cho nên á, vào các ngày July 4 quý vị Hồng Loan nghĩ là chúng ta nên chơi ở nhà. Tụ tập gia đình, những người thân lại, mình ở nhà cho nó an toàn, mình đừng nên đi ra ngoài. Bởi vì mình sợ là sẽ không có cảnh sát nhiều. Bây giờ đi ra ngoài đường mình thấy có cảnh sát, ôi trời ơi, cũng có cảnh sát nữa. Cũng mừng chứ mình cũng lo, sợ thì cảnh sát không tới chứ. Mới hồi nãy thấy cảnh sát nó đậu bên mé nhà hàng xóm đó, Có nghĩa là khu mình cũng yên tâm gì. Như khu nhà Hồng Loan thì lâu lâu thì xe cảnh sát cũng cứ chạy, nhất là ban đêm cũng vậy nữa, cũng cứ chạy vòng vòng. Để làm gì? Bảo vệ an toàn cho người dân thôi. Nhưng mà Lộc thấy như nè là người Việt mình thì cũng đỡ, mình nói để mà mình biết chuyện đây chuyện đó. Nhưng mà cũng có những người là gia đình có con lớn á, mấy đứa Mỹ con này nó không hiểu nghe lời đâu quý vị. Nó ba mẹ thì đeo khẩu trang, kêu nó đeo nó không chịu đeo, nó nói bạn bè Mỹ con không ai đeo, nó con không đeo. Rồi kêu lúc mà kêu ở nhà nó đâu có chịu ở nhà. Xong mấy đứa bạn Mỹ con nó đi ra ngoài đường đi chơi thoải mái mà sao bắt con ở nhà. Nhiều khi cũng khó lắm, tại cái sự giáo dục nó từ nhỏ là bạn là Mỹ không, rồi sự giáo dục của Mỹ, cách sống của Mỹ, cho nên cố gắng kiềm chế. Hồng Loan hên là bé Gia Linh còn nhỏ đó, chứ mà tới cái tuổi mà 15, 16, 17, 18 là khó. Cho nó về Việt Nam. Cho nó về Việt Nam thì chắc ăn quýnh cũng được. Ở Việt Nam đó quý vị. Lớn rồi nha, Lộc nhớ hồi đó cũng 17, 18 tuổi cũng bị ba cầm cây chổi ba quýnh à. Hai mấy tuổi còn bị quýnh. Hồng Loan đó hai mấy tuổi đi chơi về còn bị mẹ cầm cây mẹ quất. Trời, mẹ coi mẹ chửi, mẹ coi mẹ la. Nhưng mà nhiều khi cha mẹ mình, cái đó là tùy cái lối giáo dục của cái văn hóa của mỗi nước thôi, phải không? Thì ở Việt Nam là vậy, là chuyện bình thường, ai cũng vậy đúng không? Hồi đó ai cũng, nếu mà ở Việt Nam á, là mấy bạn mà cơ cỡ Loan Lộc là ai cũng bị ba mẹ cầm coi roi đánh vài lần. Nhưng mà ba mẹ đã cầm roi quýnh, nhưng mà mình không có ghét ba mẹ, không có ghét, thương. Thì đó là giáo dục thôi, thì cách giáo dục mỗi nước mỗi khác thôi. Nhưng mà nhiều khi ba mẹ cầm hù đó chứ không quýnh đâu. Không lẽ giống như Lộc với Loan nè, mà không lẽ cầm cái cây quýnh Gia Linh, đúng không? Mình hù nó cho nó sợ rồi. Loan nhiều khi Loan nói với Linh hoài á, nói như là mẹ là hồi nhỏ mẹ mà dậy hả, là mẹ bị cô giáo cầm cái cây, cái thước quánh mẹ. What? Nó bất ngờ lắm, nó bất ngờ. Tại sao mà được cầm cái cây quất như vậy được? Không có chuyện đó xảy ra đâu mẹ đừng nói xạo con. Phải hầm hoài, thấy ngoan vậy chứ cũng hầm dọa, đồ dữ lắm, đóng vai ác hoài. Đây cũng án cái đây nữa nè, lâu cũng đầu quýnh hoài, lấy cái lỗ mũi quýnh vô cái gò má hoài. Tao đi trên nội mà chưa cũng thấy quýnh đâu, bây giờ hôm nay quýnh đi chứ ghê. Nói chuyện lạc đề không à. Chuyện lạc đề, Hồng Loan hỏi quý vị chuyện này tự nhiên. Nói chuyện hồi nhỏ cái Hồng Loan nhớ hồi nhỏ mà mình hay đi phá làng phá xóm á, có ai mà hồi nhỏ mà hay kéo nhau mà 3-4 đứa đi bấm chuông nhà người ta đó. Trời ơi. Bấm chuông xong cái chạy đi chỗ khác núp dòm coi người ta ra, người ta có dòm rồi đó. Rồi cái đó là nít nào cũng vậy. Tại vì ở Việt Nam lúc thời của mình chơi không có cái gì để chơi. Không có gì chơi đâu. Bây giờ Việt Nam thì tuổi nhỏ thì có đầy đủ hết rồi. Hồng Loan nhớ hồi lúc nhỏ ở cái khu xóm mà Trần Đạo Cao Bá Nhà, tại vì nhà nội với nhà ngoại là đối diện nhau, cho nên con cháu hai bên gia đình đông lắm, thì chắc 10 mấy đứa con nít đó quý vị, mà chạy đi bấm chuông nhà người ta đó, cứ bấm chuông rồi chạy trốn rồi cười cúc khích. Thì có một cái ông đó ổng dữ lắm, coi như là ai mà đụng chạm gì tới nhà ổng là ổng ra ổng la ổng chửi ổng sùm mà. Cái xong nó nguyên một đám bấm chuông, cái có một hôm ổng đứng ổng cầm cây sẵn ổng canh quý vị, vừa mới chạy lên bấm là ổng cầm cái cây bự vậy nè ổng nhào ra. Trời ơi, mà ngay kia Hồng Loan nhớ kế bên đó có một cái xe cam nhông đậu, mà cam nhông cũng cao vậy nè, nguyên một đám sợ quá leo lên cái cam nhông, lên nóc cam nhông nằm ở trển đó. Mà ông đó thì ổng lùn lắm, ổng lùn xịt à, ổng không có leo lên được, ổng cầm cây ở dưới đi vòng ổng chửi tụi bay mà bước xuống đây hả, tao quánh gãy giò gì tụi nó, ổng đi vòng chửi. Mà nguyên một đám nằm ở trên đó, trời, cười cúc kích luôn vậy đó. Thì cái ổng chửi lâu quá lát cái rồi ổng cũng mệt, ổng đi vô nhà. Ở đó thì mới có câu là con nít phá làng phá xóm đó quý vị, đó chính xác. Coi mặt vậy mình cũng phá dữ ha. Trời ơi, hồi nhỏ quậy kinh khủng lắm. Ok, trở lại với cái tin tức á, thì Hồng Loan có nhận được một cái tin này. Thì FDA vừa mới thông báo đến cho tất cả chúng ta đó là cái sản phẩm mà hand sanitizer. Quý vị phải rất là cẩn thận. Made in Mexico nha quý vị. Tất cả những sản phẩm hand sanitizer made in Mexico là trong đó chứa những cái thành phần rất là hại cho sức khỏe, nó dễ gây đến những cái bệnh cho mình. Cho nên quý vị nào mà đã lỡ mua những cái hand sanitizer mà made in Mexico thì chúng ta phải bỏ đi, đừng sử dụng nữa. Mà FDA họ còn khuyến cáo chúng ta nếu đã lỡ sử dụng những cái đó thì phải đi khám bác sĩ xét nghiệm coi mình có bị tổn hại gì hay không. Thì một trong những cái hiệu mà của Mexico thì Hồng Loan được biết là Lava 70. Đó là cái hiệu của cái hand sanitizer đó. Lava 70 đó. Lava 70 thì quý vị xem kỹ lại nha, tất cả những cái sản phẩm mình đang xài. Bây giờ Hồng Loan thấy có made in USA rất là nhiều. Nhiều lắm. Dạ, nếu mà chúng ta lỡ mua cái đó thì chúng ta bỏ đi, chúng ta đi mua made in USA. Ngay ở Costco Hồng Loan cũng có thấy bán những cái chai bự này nè, nhiều lắm. Nếu quý vị đi những cái Costco thường không có thì quý vị vô cái Costco mà dành cho business á, rất là nhiều luôn. Ở cái khu Orange County mình thì ngay góc đường Jazz với lại đường Beach là có một cái Costco Business, là vô đó sẽ có rất là nhiều. Có thể nhiều khi quý vị đi không có thì chừng 1-2-3 ngày sau mình trở lại thì là sẽ có hàng mới thôi. Ở bên Mỹ này nữa, cái vấn đề mà sức khỏe quan trọng lắm. Giống như đồ ăn mấy quý vị, lúc có đợt mà thịt bò đó, thịt bò mà nó có bị nhiễm cái gì đó là toàn bộ tất cả các đài đều thông báo các chợ là cái loại bò đó, cái loại số hiệu đó bỏ hết. Những người nào đã lỡ mua đem ra trả lại lấy tiền lại. Giống như mới gần đây nhất là cái nấm kim châm, cái nấm kim mà châm sợi nhỏ lẩu đó quý vị. Mới gần đây nhất là bị cái trường hợp đó. Và bây giờ thì là đến cái hand sanitizer, quý vị phải rất là cẩn thận. Chia sẻ một cái hình ảnh vui trong cái cuộc mà ra tranh cử của Tổng thống Trump ngày hôm thứ Bảy ha. Hồng Loan nghe nói là có một số hàng ghế bị trống là bởi vì có một cái phe nào đó họ phá, họ đưa những người đăng ký vô để ngồi nhưng mà cuối cùng thì không có đi, coi như là những người không đi nhưng mà cứ đăng ký để mà phá cái cuộc tranh cử đó để cho những cái hàng ghế nó trống. Thì đó chỉ là một cái hình thức thôi chứ không có nghĩa là trống là vì là ông Trump không có người ủng hộ. Thì ông Trump thì quý vị cũng biết thì người ủng hộ cũng rất nhiều và người ghét thì cũng rất nhiều, cho nên á, hình như ông là một cái vị tổng thống đầu tiên mà nó có những cái sự tranh cãi mà dữ dội nhất từ trước tới nay luôn. Hồng Loan chỉ muốn chia sẻ một cái hình ảnh vui của một cái nhóm người trong cái buổi tranh cử thì rất là vui, họ mở nhạc lên, họ ca, họ múa, họ nhảy để mà ủng hộ Tổng thống Trump. Chúng ta không nói những cái chuyện chính trị mà họ tranh giành nhau, những cái đó thì không tới phiên mình đâu. Và mình chỉ mong là nước Mỹ rồi đây sẽ qua những cái chuyện không có vui, những cái chuyện mà không có an toàn này, và một ngày nào đó thì mọi thứ sẽ trở lại bình thường và chúng ta có được một cái vị tổng thống tốt để mà lo cho dân, lo cho nước. Em biết làm sao mà bữa thứ Bảy mà nó bị thiếu người trên đó không? Trên tổng thống không? Cái tranh cử đi coi không? Tại sao? Tại vì họ có một số người đó đã đến ngồi ở nhà và đã coi livestream của tụi mình. Một số người ngồi ở nhà mở YouTube lên coi livestream lăn lọc kể chuyện ma. Tự tin quá đáng. Trong cái căng thẳng mình phải có một sự vui vẻ để mà mình cười, để mà mình xóa đi những cái gì mệt nhọc ha. Hy vọng những câu chuyện của Loan với Lộc là đem đến một nụ cười cho suốt ngày cho quý vị ha. Quý vị ở Mỹ thì là sáng sớm, mà ở Việt Nam thì coi là cười vui rồi tối ngủ ngon. Rất là cảm ơn quý vị đã cùng chia sẻ với những cái clip của Loan và Lộc. Hy vọng là một ngày nào đó mình có thời gian mình sẽ gửi lời đọc hết. Cảm ơn tất cả mọi người hết, và cũng rất là cảm ơn mọi người đã ủng hộ cái livestream đầu tiên của Loan với Lộc vào tối thứ Bảy, chiều thứ Bảy vừa rồi. Lần sau kinh nghiệm á, Hồng Loan sẽ đọc những cái comment của quý vị. Hồng Loan không biết là khi mà mình ngưng livestream á, thì mình không có đọc lại được những cái comment đó, cho nên Hồng Loan đã thiếu sót rất là nhiều, không có đọc được hết comment của mọi người thì sorry rất là nhiều. Lần sau nếu mà làm thì mình sẽ dành thời gian mình đọc hết tất cả mọi người để chúng ta cùng vui với nhau ha quý vị ha. Đọc trước xong đó, sau đó mình ngưng lại để mình đọc những cái comment. Tại vì những comment nó không có lưu lại trong cái comment. Cái đó là live chat. Có là live chat thì nó không có lưu lại, chỉ có sau khi Hồng Loan ngưng cái live stream quý vị vào coi lại thì quý vị comment thì Hồng Loan mới đọc được. À, sorry mọi người, sorry mọi người. Ok, hôm nay cũng khoe được một bộ móng rất là đẹp của Hồng Loan ha, và một bóng của tay bóng chân của mẹ luôn. Thì hôm nay hai mẹ con được đi relax một bữa. Và rất cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình của Lộc với Loan. Xin quý vị hãy bấm nút comment, like và share video này nhé, để cho nhiều người subscribe kênh của Bảo Quốc Hồng Loan Channel nhiều nữa nha quý vị nha. Hồng Loan sẽ cố gắng làm thêm nhiều cái live stream nữa. Khi mà nếu mà có live stream thì Loan với Lộc sẽ thông báo đến quý vị mỗi cái vlog để mà nhắc nhở đến quý vị. Không biết mình có cần thư gì đó, gọi là gì, những cái tâm tình của quý vị đó, xong rồi mình livestream, khi mà chat họ sẽ có những cái lời ý kiến ngay trực tiếp ngay đó luôn thì thấy nó hay. Quý vị có những cái lời tâm sự, những câu chuyện hay gì á thì email cho Hồng Loan nha. Quý vị email để mà Hồng Loan lưu giữ, Hồng Loan dễ kiếm hơn. Nhiều khi mình comment đó, cái lần vô lại nhiều quá, lần kiếm nó không có nhớ trong cái vlog nào đó. Thì quý vị nếu mà có những gì quan trọng quý vị email cho Hồng Loan. Ha, HongLoanChannel@gmail.com ha quý vị ha. Rất là cảm ơn quý vị và chúc chúng ta thật luôn nhiều sức khỏe và cuộc sống luôn vui vẻ và thành công. Cảm ơn quý vị, tạm biệt. Làm vậy rồi mà phải giữ thể diện cho tôi kia chứ con già bắt luôn là trong bộ phim nè. Dạ, hôm nay xin chào cô ạ. Đúng mới đâu chú. Cái bên chỗ cũ.